chuyên mục review. Kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách lắp chân đèn support nha. Đây là cái chân đèn nè. Rồi, ok. Thì cái chỗ này nè, thì bạn để ý là nó có một cái khóa. Thì đầu tiên là mình sẽ mở cái khóa này ra trước để mình xoay cái trụ chân nha. Rồi, sau khi mình xoay lỏng lỏng rồi, thì mình có thể là mình cầm những cái chân nè, mình kéo xuống như thế này. Đó, thấy không? Ok. Rồi. À, tùy theo mình muốn để cao lên cũng được, để cao như thế này cũng được, hoặc là mình thấp xuống cũng được, mình hạ xuống cho cái điểm này ở dưới nè nó bằng lên, thấy không? Rồi cho nên cho nó bằng lên như thế này. Rồi sau khi mà mình để cho chân giày thì mình thấy nó cố định rồi nè, thì bắt đầu mình sẽ xoay lại, xoay cái chốt này lại nha, mình xoay chốt này để giữ cho nó cứng cái chân lại nha. Rồi bước kế tiếp, ngay chỗ này nó có hai cái nấc nè, thì mình sẽ vặn ra để mình kéo cao cái cây lên nha, và mình kéo cao đến cái cây đây, thấy không? Mình kéo thân cây cao lên, ok. Ở đây nó có hai khoảng nè. Nếu mà cái cây này nó kéo cao thì tầm khoảng gần 2 mét các bạn ha. Rồi, ví dụ sau khi mà mình kéo cao đến một cái đoạn mà mình mong muốn rồi đó, thì mình vẫn tiến hành mình khóa chốt lại nha. Mình khóa chốt lại. Tiến hành mình sẽ khóa chốt lại. Rồi, ví dụ như mình kéo khoảng này đúng không? Rồi, tiến hành gắn cái sub box mình đã lắp vào cái chân nha. Rồi, mình lưu ý chút xíu cái sub box này thì ở đây nè, nó có một cái khóa nè. Thì ngay chỗ khóa này mình mở ra. Mở ra để làm gì? Cái chỗ này là bạn có thể dặn cái chỗ này tăng đưa lên xuống, cụp lên cụp xuống cái support một cách dễ dàng nha. Rồi ví dụ như mình muốn cho cái support nó đứng, ý ví dụ như mình muốn cho nó support nó đứng như thế này đúng không? Thì mình sẽ dặn cái trụ này nó đứng vậy. Sau đó mình sẽ khóa chốt lại. Hoặc là mình muốn cho cái support nó cụp xuống đúng không? Mình muốn cho support thì mình gắn lên cái cây á nó cụp xuống thì chắc chắn là cái phần này nó sẽ nghiêng về phía trước nha. Nè, ok. Rồi bây giờ mình để này nha. Rồi tiếp theo mình sẽ tiến hành gắn vào và đặc biệt là trước khi gắn vào bạn sẽ xoay cái chốt này ra hết nấc rồi mình mới gắn cái trụ được nha. Rồi mình sẽ bắt đầu gắn vào đây. Sau khi mình gắn vào bắt đầu mình sẽ tiến hành siết ốc, gắn vào mình sẽ tiến hành siết. Ok, như vậy là chúng ta đã lắp đặt cái support thành công rồi các bạn ha. Chúng ta sẽ bắt đầu gắn điện vào, thì ở đây nó sẽ có một cái công tắc để chúng ta bắt nhỏ cái support nha.